Welcome to the online venue and of course the wedding of Kevin and Angela. My name is Christine and I will be the MC for tonight. The wedding celebration, I could say, is one of the most beautiful and most memorable of the groom and the bride's life. For that reason, we would like to wish everyone enjoy, stay and have a good time. Chúng ta xin chào mừng đón tiếp quý vị đã đến the online venue. Một cái reception rất là lộng lẫy tại Bang Sound. Tên tôi là Christine và sẽ là người điều khiển chương trình của tối đêm nay. Và quý vị cũng biết rằng hôn nhân là một ngày vui nhất và đẹp nhất trong đời của cô dâu và chú rể. Vì thế chúng tôi thay mặt cho hai gia đình chúc cho quý vị một đêm thật là vui tươi và thật là hạnh phúc. Alright, so my first question tonight everyone. How's everyone feeling out there tonight? Right, I like it, that wasn't too bad, but check it out. I was behind a double door and they said to me, Christine, we are not coming into this room unless all the families and friends, that would be you guys, are ready to have fun. So I want you to do me a favor tonight or a favor on this side. I want everybody to scream as loud as you can when I count from 1, 2, 3. Okay, so quý vị la lớn lớn nha. Đến từ 1 đến 3. 1, 2, 3, this side. Alright, before we introduce the bride and party and welcome at the double draw, first I would like to housekeeping rules. The toilet of the room, meeting room, will be outside. Smoking will be in and out of our balcony, so restrict it. And please do not drink our glasses on the dance floor. Thank you so much. And also, yes, the boot gang will open at 10 o'clock, so there's no need to validate the ticket. So quý vị, tối đêm nay quý vị không cần khi mà exit thì cái booking sẽ mở lên, không cần phải validate cái ticket, vì đó là cái complimentary của Highline Venue. Và toilet restroom thì ở ngoài phòng, even bên tay trái.